Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự án luật giá sửa đổi. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật giá sửa đổi, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, về nội dung bình ổn giá cần được quy định cụ thể trong luật nhằm tạo sự công khai minh bạch, đặc biệt nhằm tránh việc lạm dụng để mở rộng phạm vi các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, hạn chế sự can thiệp từ cơ quan quản lý nhà nước đến quy luật cung cầu. Về danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá cụ thể, ông Lê Quang Mạnh cho biết, ý kiến của một số đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung sữa dành cho người cao tuổi và thịt heo vào danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá để đảm bảo cơ sở triển khai trong các trường hợp cũng như là đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, với quỹ bình ổn giá xăng dầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng trong điều kiện hiện nay nên duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu, tuy nhiên đề nghị cần đổi mới trong quản lý điều hành giá mặt hàng xăng dầu, đề cao tính công khai minh bạch về thực trạng nguồn, việc sử dụng quỹ, nâng cao tính kịp thời hiệu quả trong điều hành, đồng thời đánh giá kỹ việc thực hiện nghị định số 95 năm 2021 sớm đưa giá xăng dầu của Việt Nam hoàn toàn vận hành theo quy luật thị trường.